lời người sáng người chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bên bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điều tàn, ai giữ lời cha sẽ mãi yên hàn. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu, từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trung dương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chưa chan cõi lời người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời sẽ chiều tóc râm mai đầu, tin vững lời cha ân nghĩa thâm màu. Lời người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu, từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trung dương. Lời người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chưa chan cõi mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không bị mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Tinh thần của luật: tuân giữ pháp luật là một điều cần thiết trong thế giới văn minh. Đối với người Do Thái, đặc biệt là giới luật sĩ và nhóm Pha-ri-sêu, giữ luật là điều đầu tiên và tối thượng trong đời sống của họ. Đức Giêsu không phải là người bác bỏ lề luật, nhưng lời sống và hành động trên cả lề luật, nhằm làm cho luật trở thành phương tiện giúp cho con người sống tốt lành hơn. Đối với những người Pha-ri-sêu và luật sĩ, tuân giữ lề luật là không được phép làm sai, dù chỉ là một điều nhỏ trong sách luật đã ghi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đối với họ, giữ luật đồng nghĩa với giữ cuộc sống của họ, nghĩa là cứ phải giữ thật cẩn thận, kẻo bị Thiên Chúa đánh phạt. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng được một phần trong việc thi hành luật, bởi giữ luật không chỉ giữ ở trên từng câu chữ, nhưng còn phải hướng đến tinh thần của luật dạy, điều được hoàn thiện nơi Đức Giêsu. Quả vậy, Đức Giêsu đã phán: "Một chấm một phết trong lề luật cũng không thay đổi." Nghĩa là Ngài cũng giữ luật như
người Do Thái. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong cách tuân giữ luật của Ngài là tinh thần của luật, nghĩa là luật phải phục vụ cho lợi ích của con người, phải nhắm đến con người là mục tiêu tối thượng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết giữ luật trong tình nghĩa huynh đệ, dùng luật để giúp đỡ nhau đạt đến sự sống và sự tự do trưởng thành của con cái Chúa. Amen.